Ngày chiều này đi bắt ốc bươu vàng về coi xã ăn cơm nha các bạn. Giờ dịch không biết làm gì đi bắt ốc bươu vàng đi coi xã ăn nha các bạn. Đây mới bắt được con quá trời bự luôn các bạn ơi. Từ nãy đi đi có dòng bắt được mấy con. Con nào lấy bành bành không các bạn ơi. Thêm con là các bạn ơi. Đây là con nữa đây. Đi cọc cọc mấy mà ganh các bạn, bắt ốc con nào mấy bự bự không nha các bạn. Còn nghe các bạn.